em tặng mấy em lâm đây, em lại quay thêm một mẫu điều hòa ba la số linh nữa. Con này thì nhà trồng phun chức năng đấy, nó tích hợp đầy đủ các tính năng công nghệ. Thì trước tiên em sẽ quay qua về cửa hàng em trước để các bác nào mới xem video thì có thể biết kênh nhà em và chưa ưng chiếc này thì có thể mua được chiếc khác. Thì các bác theo dõi kênh và nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên hộ em đấy nhé. Thì cửa hàng em tên là Thanh Lâm Gia Ban Shop, địa chỉ ở cầu Giàng, Tân Hương, Linh Giang, Hải Dương. Số điện thoại là 0377996066, số dưới là 0975360433 và giấy số dài là tên tài khoản ngân hàng nhà em và tên chủ tài khoản Nguyễn Thanh, ngân hàng cũng hưởng là Vietcombank. Em giới thiệu bác là mẫu điều hòa ba la số X. Con này thì mã con là EX280C. Thì con này thì được sản xuất vào những năm 2010. Máy thì cực kỳ là đẹp, phun chức năng Eco La Vi La Lo, đầy đủ các chức năng. Khiển thì là khiển zin chuẩn của máy. Lia ăn được tất cả chức năng như lia, lia vệ sinh giàn và bật quạt gió, chạy lạnh, hút ẩm, chạy quạt gió và chạy nóng. Đầy đủ các chức năng. Vấy lên, vấy xuống, vấy sang, vấy trái, vấy phải, đầy đủ hết. Đấy, em bật vô vấy nó auto nhá. Đấy. Đấy, thì cái này nó auto là cái dưới này nó cũng quay liên tục luôn. Đấy, quay về các hướng luôn. Đây, em bật vô. Đấy. Máy thì cực kỳ đẹp, sắc nét. Máy thì không có sơn si gì, trắng nguyên thủy của máy. Thì là máy nó rất là đẹp, nên là nó không vỡ, nên là em không phải dính kem. Đấy. Thì máy em 100% máy đẹp, cho nên là em sẽ không dính kem. Bác nào thích dính kem, tranh mà cho đẹp thì em sẽ dính kem cho bác. Bởi vì em đang quay ở ngoài mặt đường, cho nên là nó có nhiều tiếng động, hôi đồ thì mong bác thông cảm. Đó, để ý em nói và nghe em giới thiệu về máy. Máy thì của em là full hết chức năng rồi. Máy thì trắng trẻo, không có hiện tượng là vỡ, nứt, bể gì. Thì ba la nó rất nhựa, nó rất là mỏng và rất hay gây vỡ. Mà để tìm những con máy đẹp và sắc nét như này thì em cũng phải chuẩn chọn rất là kỹ những chiếc máy mà đã về cửa hàng nhà em và được em đặt lại để bán ở đây cho các bác. Thì các yên tâm là máy hầu như là sắc nét, nó 1-9-1-10 luôn. Cục nóng thì cục nóng zin theo máy. Đây tem cục nóng đây, cho em quay xong cục tem cục nóng. Đây tem cục nóng đây. Của nó là EX280C, mã đầu tiên là mã trên là CX, mã nóng dưới là CU là tên của cục nóng. Mã nó là 280C, EX280C, tức là trùng với mặt lạnh, tức là mặt lạnh mà nó trùng. Và các bác nhìn những cái đầu bịt bằng đồng này nó vẫn còn sáng nguyên của một con máy mới. Đấy, thì nó rất chạy rất là ít. Đây là các bác yên tâm luôn, dàn nóng đây, đây là quay về dàn nóng. Dàn nóng thì rất là sắc nét cũng như là mặt lạnh rất là đẹp. Đấy. Máy thì thành vách thì không hiện tượng nứt mẻ mẻ gì, sáng tương đối là sáng luôn. Hầu như chiếc này so với mới thì nó 1-9-1-10 so với mới luôn. Máy này thì nó là máy 12.000 BTU full chức năng. Thì những cái dòng máy chức năng thì nó sẽ khỏe hơn những con máy inverter 2 chiều. Thì con này nó chạy vào phòng từ 18m2 trở xuống, 18m2, 15m2 đến mà 12m2, tức là nó chạy từ 18m2 xuống rất là hợp lý. Máy chạy rất là êm. Em đang mắc quạt để camera quay vào trong phía quạt để các bác được nghe cái tiếng động êm của quạt. Em đang tăng mắc số, thế thì các bác cũng không thể nghe tiếng quạt chạy luôn. Thì ba la chạy rất là êm, cục nóng đây. Thì cục nóng các bác cũng chỉ nghe tiếng gió thổi thôi chứ không nghe tiếng lốc chạy luôn. Con này thì em đang đặt tăng miếc cua rồi. Có đèn nalo màu xanh ở mặt đây. Thì con này nó không biết chức năng rồi. Thì trước này thì em đã giới thiệu qua về máy thì cũng như em giới thiệu luôn về giá của máy trước này luôn. Trước này thì hiện tại em đang bán là 7.500.000 đồng. 7 triệu là gồm gì? 7.500.000 là gồm có khiển bảo tôn đi theo máy. Đấy, 7.500.000 đồng. Thế thì bác nào mà ưng thì có thể alo cho em theo số này để mình cùng thương lượng và thảo luận giá. Thì nhà em thì có ship hàng đi cho các tỉnh. Thưa các bác, thì có yên tâm các bác thì cần chuyển khoản đặt cọc tiền chỉ có 200-300 ngàn tiền xăng xe thôi. Thì các bác nhận máy, bác thanh toán tiền cho nhà xe cho nhà em, nếu như tiện tiền xe thu. Còn các bác nào mà ở xa mà em mới đi ra điểm trung chuyển xe thì các bác được chuyển khoản hết. Thì mua bán có rất mua bán, nhà mình có cứ trả đổi nhà em cho tiết cho tiện. Còn là giá máy thì em đã thông báo bác rồi, 7.500.000 đồng là có kiểm di đi theo máy, bản côn đầu qua bịt đực trái là đủ hết, cốp nóng cũng rất là không vỡ. Đấy, rất là đẹp, góc rất là liền mạc.
không có chế cháo gì đấy. Còn bác nào mà giá đấy là bác gồm bảo hành nhé anh nhé, bảo hành cho 1 năm cho các bác rồi. Thì bác nào mà không thích bảo hành 1 năm mà muốn mua đất bán gọn thì em mà muốn bảo hành 1 tuần thì nhà em bán thứ này là 7 triệu đấy, 7 triệu cái chiếc này. Thế thì các bác xem mà mình có thể là mà tương tự giá thì chiếc này em cực kỳ đẹp. Li auto ở đây, thế thì em bật đây li auto đây. Chiếc này thì rất là đẹp rồi, chứ không có gì để mà mình phải chê trách nó cả. Máy thì cực kỳ sắc nét. Em đang tắt đi cho nó thu vào để nó chạy nghiêng. Thì chiếc lăng thì em đã test hết rồi, test cẩn thận từng tí một rồi. Từ lia rồi chạy lóng lạnh 2 chiều, rồi thì ép ra thử tàn, xem có chuẩn không. Thì đã làm hết tất cả thứ rồi. Các bác mua và yên tâm mà bán hoặc là lắp thôi, không cần lo nghĩ gì cả. Rất là đẹp. Đây cùng lóng hiện đại luôn, không có dễ làm cái lưng gì. Trước này thì không gì thế. Bởi vì một cái máy đẹp thì nó có thể tắt hơn 500-700 nghìn là chuyện bình thường. Còn một con máy nó vỡ hàn lại thì một em bán rẻ đi vài trăm nghìn thì mình không thể so được. Chiếc nào đẹp thì nó có giá nào đẹp, nhà em chiếc nào đẹp thì em bỏ tiền mua là đẹp. Còn chiếc nào mà nứt ở đâu mà khắc phục ở đâu thì em sẽ quay video luôn các bác. Nhưng chiếc này thì không có gì để mà chê cả, tất cả là liền lạc hết, không gì chê cả. Để em đóng lại cái kia rồi, đóng lại thôi đi. Máy chạy rất là êm. Em đóng lắp lại để cho nó đi. Có nào mà ưng trực tiếp chiếc này thì cứ để alo trực tiếp nhà em nhé. Đó thì em chào rồi. Thì cũng để cho các bác biết và các bác cùng mình cùng nghiên cứu và cân đối giá. Đấy, em đã quay rồi. Thì máy nó cũng sắc nét, không có gì để mình chê trách cả, rất là êm. Máy chạy rất là êm. Sau cứ quá trình sử dụng xong thì khoảng tầm từ 40 phút trở lên thì khi nó tắt máy đi thì máy nó tự động nó sẽ auto lia cho mình luôn, nó auto lia vệ sinh giảm cho mình luôn. Thế thì các bác yên tâm là sau mỗi lần sử dụng mình rất là yên tâm là nó rất là sạch, không sợ nó bị hôi hám mà bẩn thỉu gì. Đấy, nước bắt đầu chảy đây. Đấy, nước bắt đầu chảy vì em tắt đi để em cho xăng lia mà, nên là nó đang ngắt dàn để nó xả nước ra mà. Đấy, thì em đã quay kỹ cho các bác rồi và cũng như tất cả chức năng hướng dẫn các bác rồi. Đó là trực tiếp điện thoại của nhà em nhé, 7.500.000 đồng em bảo hành cho 1 năm và không mua không bảo hành, mua hành 1 tuần thì em bảo hành thì em lấy các bác là 7 triệu, bảo hành cho các bác 1 tuần cũng đầy đủ hiện bảng công zin đi theo máy, đầy đủ co đực bị cái cốc cũng lắm đầy đủ hết, không vỡ dập gì. Đấy, thì video nó hơi dài rồi thì tranh thủ em một quay trước khác để em có bác bảo một video sau. Xin chào các bác.